Hello cả nhà nhé, Ạp Bơi hiện tại đang ở quê hương mình, ở cái làng mình sinh ra đấy cả nhà. Này này, có sông nước rất là đẹp. Để mong là cho nhà xem xung quanh này. Đó, mấy cháu nó đang kéo cá đi, cũng nhìn chốc ra bò ra thịt nữa. Đó, quê hương của mình sông nước cả nhà, sông Bằng Giang nhá. Ở đây là bản Phiêng Lâu, Phiêng Cọn nhá, Tiên Thành nhá. Mình là từ bé chăn trâu đi học, từ nhỏ là chuyên gia bơi sông nước, vì vậy là bơi rất là giỏi. Dân ở đây họ bơi chèo rất là siêu luôn nhé cả nhà nhé. Bây giờ có thằng cháu nó đang kéo cá. Đến ăn thì ông ấy á. Ừ. To lắm rồi, to. Ui. Từ từ con này, từ. Ủa, cá này là cái gì ta? Bống à? Không phải bống. Tiền. Từ từ thì mới nắp quay ao khảo ạ. Ao khảo cái đấy, nó khó cái hà. Cầm tiền ông này. Mày xây quá thằng mệt quá, sáng sớm mà xây dụ. Ôi, nhìn không thấy rõ nữa. Cá rất là to cả nhà ấy, khoảng con cả 2 cân. Con kéo bương bên mày. Đấy, con kéo bương bên. Nó mà đỡ khỏi luốt à. Ui giời, nhìn cá hấp dẫn kìa. Keo bương mến à, keo, ờ đấy. Đấy. Dưới này lưới du là lưới cước rồi. Vậy con keo khấn. Mùa bữa dưới keo khấn với con khăn. Ô, trong cá. Ô, cá, cá. Cá gì mà to như thế. Vui vẻ trao. Tôi này bé chết đây này, tôi này. Tôi này đang bé, tôi đang tôi này à? Nó đâm này à? Nó lăng. À. Ủ này lăng luôn á? À? Ừ. Cái này khai được 1 cân gì đấy? Cân gì? Con gì vậy? Mấy trăm? 200 á? Nhà này to hơn rồi, nó lăng này. Không vào được cái chết anh này. Cái chết là dưới óc là hả? Đi ra một tức 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 thả vào dưới óc là. Ừ. Ui, đẹp rồi nào. Làm à, cá đây nhỉ? Cá lăng này. Cá lăng à? Ôi, ăn. Ra mài đang cầm tay xin nhường ra mài đang. Cái bé chết này phải cái thân kim gì nữa kim. Mô tả. Kêu mà luôn rồi. Ủa, vừa đập vắng rồi. Tao tập cái thủy đai. Thủy đi cái dẫn này. Tao tập cái thủng lao à. Ừ, cái thủng lao cái đó.